Rồi, tôi toàn thể quý vị là trước đây mà để nói là làm kênh YouTube để mà cạnh tranh trong cái thời kỳ mà có ba kênh trong một chung một cái thời điểm có khán giả rất là đông, và đó là kênh Thăng Long TV, kênh thứ hai là kênh của Trường Nguyễn gọi là Việt Nam Văn Hóa TV, và kênh thứ ba đó là kênh của Góc Nhìn Hoài Duy Hùng. Ba kênh để trong một cái thời gian trước ấy thì cái lượng xem rất là đông, mà cái khán giả ở bên này thì cũng là coi kênh ở bên kia. Nhưng mà từ khi cái ông mà ăn bún bỏ hung thì ông tuyên bố là nếu mà chơi với thằng đó thì không có chơi với tôi, thì có nghĩa là từ đó đi là đến hiện tại bây giờ thì ba cái kênh này đi ba đường. Mà trước đây thì thằng Trường Nguyễn nó không phải là hoàn toàn ủng hộ cho Hoàng Duy Hùng cái việc trở về nước đâu. Rất nhiều cái bài, rất nhiều cái chương trình của nó kêu bảo là ông Hùng bây giờ mọi người yêu quý ông Hùng như vậy, nhưng biết được ông đó đã thay thay tâm chuyển ý hay chưa. Thế đó là có một cái gì đấy mà tôi nhìn thấy đó là một cái gợn, đó là một cái sự đố kỵ nhẹ 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 ở đây. Nhưng mà sau khi mà đánh phá kênh Thăng Long TV ấy, thì bắt đầu quay trở lại là bắt đầu là hai người này không còn đường nào nữa, thì là chơi với nhau. Tôi biết rằng Hoàng Duy Hùng trong cái thời điểm đấy thì nổi hơn kênh của Trường Nguyễn rất là nhiều. Trường Nguyễn bắt đầu quay chuyển hướng ra làm công tác từ thiện, tại vì ai cũng biết là làm công tác từ thiện là có tiền thu vào được nhiều hơn là làm YouTube. Vậy tôi nhìn thẳng về cái vấn đề đấy, và cũng rất nhiều nhiều chương trình anh em phân tích mổ xẻ, thậm chí là còn có người này thách thức cái việc làm từ thiện, người khác thách thức làm từ thiện, em cuối cùng là thách thức ví dụ như cái đường để chơi ấy, thì trong đó là có anh Phùng Nên với lại kể cả chú Sang Cam đây đã lên tận nơi này. Chúng ta người thật việc thật như thế, nhưng mà người ta vẫn không tin, người ta vẫn không tin. Cho đến hiện tại bây giờ đến bỡ lỡ cái chuyện của Mai ấy, thì rõ ràng chúng ta phải nhìn nhận là cái kênh của Trường Nguyễn ấy, đối với cái thông thông tin xác thực ở đâu không biết, nhưng mà tôi thấy có cái sự tôi cá nhân ở đây, và là giành giật cái miếng ăn ở đây thì nó cao hơn. Cứ ví dụ như có một người lên mà nói về Trường Nguyễn cái điều không tốt thì bắt đầu là Trường Nguyễn sẽ dùng cái kênh đấy để trả lời người ta, hay là để trả lời những khúc mắc. Ví dụ như cô Mai kêu bảo là cái tiền này làm cái vấn đề này là không vừa ý của cô, không hợp lý, thì cái vấn đề đấy người ta bỏ tiền ra người ta có quyền chứ. Tôi bỏ tiền ra mà anh này là cái người móc nối, tôi thấy anh tốt thì tôi mới gửi gắm tình cảm vào anh chứ. Và trong khi nếu mà nói cái sự không minh bạch là bắt đầu Trường Nguyễn và Lê Lê lại dùng cái kênh đấy lại lên để biện hộ, thì cái kênh này thực tế ra là cái kênh để biện hộ chúng tác làm từ thiện. Chứ một cái ông nào đó kêu bảo là cái kênh này ấy, là cái kênh coi như là chính thống, hay cái kênh này đăng những cái bài nó xác thực theo kiểu nhà báo này kia, thế thì các ông phải học lại. Các ông làm nhà báo các ông phải học lại. Nếu cái kênh đã làm về truyền thông, nếu cái kênh đã làm về những cái vấn đề mà để cập nhật cái đời sống của nhân dân ở trong nước, cái đầu tiên là cái tính xác thực, cái vấn đề thứ hai nó không được đưa cái tôi cá nhân vào đây. Bây giờ đài truyền hình người ta làm mà bây giờ ví dụ như ở ngoài mà bà con ý kiến nhiều quá cứ lên sóng mở nó bắt đầu chửi đồng lại bà con thì ai coi cái đài truyền hình đấy, bây giờ anh Vinh Hải cũng nhận không? Cho nên là phải Rồi, nói là ok. cái kênh này ấy, phải là thực tế là cái kênh để mà giải đáp những cái thắc mắc, cái kênh này là cái kênh để mà giành giật miếng ăn. Bây giờ mà không công tác từ thiện mà không có trôi chảy là chắc chắn là các vị không có tiền. Nhưng có một điều là cái lời nói của cô Mai là hơi bị muộn. Thì ít nhiều bây giờ nó vẫn có một cái số riêng, có nghĩa là bây giờ là để làm công tác du lịch về Hoàng Sa Trường Sa đúng không? Bây giờ kể cả bây giờ không, nó không ăn cái tiền của cô nữa, không ăn tiền của mọi người ủng hộ nó nữa, thì nó vẫn sống bằng cái nguồn đấy. Đó là một cái vấn đề. Cho nên chúng ta phải nói rằng nếu như cô Mai mà lên chương trình sớm hơn thì không phải là anh em mình có một cái câu giải đáp nó sớm hơn. Còn trước đây cái chương trình của anh em mình với chú cháu mình đang đi theo cái con đường đề chơ, đáng lẽ chúng ta sẽ đi đến đích. Thậm chí những cái vị mà đứng sau của cái công tác ở trên cái thôn đấy, cái bản đấy, con đường đấy, những cái người lãnh đạo mà có dính chàm về ăn tiền ở đây thì chúng ta có thể moi móc ra được. Nhưng mà tại vì bây giờ nó muộn quá. Sau đấy chúng ta phải nói rằng, nhắc lại một cái quá khứ buồn một tí, đó là anh Biên Hải thì là người chứng kiến với cả chú Trang Kham, thì nó có xảy ra một cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng. Cái thời gian đấy thì dân chúng nó đổ xô nó coi, cho nên anh em mình nói những cái vấn đề nó lạc đường đi, không ai coi, mà thực tế không ai để ý những vấn đề đấy.
Nhưng mà thực tế anh em mình là một trong những người mà khai thác về vấn đề là làm công tác từ thiện cũng như làm từ thiện ở trên vùng cao. Chúng ta đầu tiên là chúng ta phải hỏi là tại sao làm công tác ở trên vùng cao? Đó là để giấu, để lấp liếm đi cái vấn đề minh bạch. Rõ ràng là để lấp liếm đi vấn đề minh bạch. Ở trên đấy, ở xa trung tâm, ở thì dễ bề mà lấp liếm. Thậm chí kể cả quan chức cũng có thể là kiếm miếng ở trong này được. Chúng ta nói rõ ràng, kể cả chúng tôi cũng không có loại trừ cái tờ báo trên đấy nhiều khi là cũng được ăn cả cái tiền này nữa. Đây là cái vấn đề của người dân. Và chúng tôi là trên cương vị là một người dân, chúng tôi thấy vấn đề và chúng tôi nói, chứ chả có cái lời ấy gì đây cả. Tại vì chúng tôi không làm công tác từ thiện đúng không ạ? Chúng tôi cũng không có đấu tranh về công tác từ thiện để kiếm tiền. Ai cho tôi tiền để làm cái vấn đề đấy? Chúng ta thấy những cái bất cập ở trong nhà nước là chúng ta phải nói. Và chúng ta thấy cái công tác thiện nguyện ấy, cái công tác mà cầm tiền của người khác để đi làm ấy, thì đa phần là có ít nhiều là có cái lợi nhuận ở trong này. Nhưng mà thậm chí ở đây nhé, lợi nhuận là lợi nhuận nhiều đấy. Bây giờ 10 tiền của hai người anh đi làm, ai biết? Công khai minh bạch, anh chỉ công khai minh bạch những đồng tiền ở trong nước. Đó là tại vì anh mị dân. Anh nếu như mà coi phim trưởng, nhiều người ta nói gọi là ngụy quân tử ấy. Bản chất không đẹp, nhưng mà trước mặt thì khi nào cũng đẹp. Gọi là ngụy quân tử ở trong phim trưởng, người ta có hay nói vấn đề đấy. Thì cái lời nói rất là đạo đức. Nên là trên mạng nói cái cũng coi như là cái âm điệu mà gọi như ông Trần Hùng, anh Hùng Hùng Trọc hay nói, gọi là cái ngữ âm khi mà học tiếng nước ngoài ấy, thì cái ngữ âm của Trường Nguyễn ấy, để dùng để mị dân ấy, nó lại rất là tốt, tại vì cái âm điệu rất là truyền cảm nhá. Thực tế ra tôi thấy là Trường Nguyễn là một trong những cái người Việt kiều mà có cái chất giọng rất là truyền cảm, nói rất là đi vào lòng người. Nhưng mà cái việc làm của anh là hoàn toàn sai trái. Và chúng tôi đã khẳng định ngay từ đầu. Nhưng cái vấn đề ở đây là không ai nhìn nhận vào vấn đề đấy. Người ta có thể là an ninh, có thể người ta nắm chứ. Hoặc là có thể là những cái người mà ở trên cái cương vị mà khi mà tạo điều kiện cho họ về, người ta nắm chứ. Ở đây mọi người rất là đồng cảm với tôi, mà cũng mong mọi người đồng cảm với tôi có quan điểm. Chúng ta đừng có nghĩ những cái người làm việc tốt, những cái người làm từ thiện là những người yêu nước. Ai biết được trong cái vấn đề từ thiện của người ta có cái gì. Và chúng ta đừng có nghĩ là ai đó làm một cái nghị viên ở bên nước ngoài thì người ta sẽ có đủ trình độ để xây dựng cái nhà nước này. Thực tế cái hồi mà quý vị chưa về thì nhà nước này vẫn cứ phát triển theo cái dạng mà đứng đầu của thế giới. Từ khi mở cửa đến bây giờ, hiện tại bây giờ là nhà nước Việt Nam là ở trên con đường, tuy rằng cái thu nhập của người dân với tỷ lệ của người dân nó chưa cao, nhưng mà so với cái thời kỳ trước chúng ta khác rất là nhiều, cũng đâu có nhờ đến các vị đâu. Nhưng mà nhiều người lại ủng hộ cái nghị quyết 36, ủng hộ cái nghị quyết 36 là công tác đối ngoại của người Việt Nam với lại người Việt kiều khi quay trở về thăm thân, thăm gia đình hoặc là sinh sống ở Việt Nam. Tôi không biết họ ủng hộ cái vấn đề gì ở trong đấy. Tại vì cái thứ nhất là cái nghị quyết 36 viết ra không phải để cho họ. Cái vấn đề thứ hai, ở đây á, cái nghị quyết 36 không phải viết ra dành cho Hùng Bom mới là Trường Nguyễn. Có cả hàng triệu người về Việt Nam, tại sao không ai ý kiến? Tại sao không ai nói là họ là phản động rồi quay về làm gì? Không ai nói. Mà tại sao quý vị về thì nó lại ồn ào như vậy? Cái đầu tiên, quý vị về, cái mục đích của quý vị là muốn khoác vào mình một cái áo cà sa để làm một cái người thầy tu tu. Nhưng mà người ta nói rồi, áo cà sa không có thể biến anh thành một thầy tu được. Cái bộ mặt thật của anh thì rồi cũng sẽ lòi ra. Quý vị coi Trường Nguyễn, quý vị có thể thấy mặc những cái bộ đồ bà ba rất là giản dị và đi dép, coi như là đi dép rọ của bộ đội. Tôi ở nhà tôi không có. Nhưng mà tôi nói thật sự, cái bản chất nó vẫn là cái bản chất ba que. Mày có mặc vàng hay là mày mặc cái áo cà sa thì người ta cũng thể mày nhìn ra mày ra thầy tu được. Và cái thứ hai nữa là Hoàng Chí Hùng. Bây giờ tôi hỏi là trước đây á, 20 tuổi, 30 tuổi anh chống phá kịch liệt, anh đòi cắm cờ hết vùng này đến vùng nọ, cờ vàng ba sọc đỏ nhé, chúng ta phải nói rõ ràng như thế. Nhưng bây giờ đến 60 tuổi, hơn 60 tuổi, ngoài 60 tuổi thì anh đi còn không nổi nữa. Anh về để có như xây dựng đất nước.
Anh về anh chống gậy chứ còn anh về xây dựng đất nước cái gì nữa. Cái tuổi trẻ của anh thì anh chống phá Việt Nam, anh làm ăn Trung Quốc, rồi coi như là anh làm mọi cái công tác làm sao để có nghĩa tách rời cái Trung Quốc mị dân, là để yêu, có nghĩa là sùng Mỹ để bài Trung. Mà thực tế ra ta phải nói ở trên thực tế này, đất nước Việt Nam mình là một đất nước nhỏ, nhưng mà xui cho chúng ta đó là nằm ở bên một đất nước lớn. Dù muốn dù không thì chúng ta vẫn phải làm bạn với họ. Đó là cái điều nó rõ ràng. Nhưng mà cái việc anh muốn Việt Nam ngả theo Mỹ, đó là cái mục đích anh muốn Việt Nam thẳng mặt ra để chống Trung Quốc chứ còn gì nữa. Thực tế ra ở trong cái cuộc đấu tranh để giải phóng dân tộc của mình ấy, Trung Quốc giúp mình chứ thằng Mỹ đâu có giúp mình. Nó giúp mình coi như nó mang máy bay B-52 để nó thả xuống Hà Nội với lại Hải Phòng, chứ nó có giúp mình coi như cái số lượng bom đấy nó gấp 4 lần chiến tranh thế giới thứ hai. Cái số lượng bom coi như là nó gọi là không biết bỏ ở đâu ấy, nó trở thành rác thải rồi, nó đưa qua nó bỏ hết cả đất Việt Nam đấy. Nó giúp mình coi như là lấy cái thuốc nổ đấy để mà đi lên mà đánh lại nó. Thực tế nó cũng có giúp mình đấy, nó giúp mình là tại vì đấy, anh em mình liều lấy bom của nó bắt đầu cưa ra rồi lại đi đánh nó đấy. Cho nên chúng ta phải nói rằng chúng ta phải nhìn ra cho nó đúng vấn đề. Không, nhưng mà em nói thật anh Biên Hải, nếu cái thời kỳ đấy chúng ta không có liều mạng, không có bác bom, không cưa bom thì không có thuốc nổ để mà đánh nó đâu. Đấy, đó cũng là một cái cách mà chúng ta đánh cho Mỹ nhau đó. Nhưng chúng ta phải nói rằng á, chúng tôi ở đây không phải là ghét Hoàng Duy Hùng hay là ghét Trường Nguyện, mà ghét những cái vấn đề xuyên tạc của nó nói ra, ghét những cái công việc của nó làm ở trên phương đất nước Việt Nam. Ta phải nói rõ thẳng thắn là như vậy. Chứ còn Việt Kiều về với nghị quyết 36 chúng tôi không có ghét, tại vì có cả hàng lượt triệu người về mà chúng tôi đâu có ghét. Nếu chúng tôi ghét thế thì coi như là bây giờ đâu có ghét về cỡ tầm coi như là 0,5% dân số Việt Nam.